Nào, hôm nay xin một vé trở về tuổi thơ, chúng ta lại ăn kẹo bông gòn thôi các bạn. Đập một phát, trời ơi, nó bắn tung tóe luôn. Wow, và đây là một miếng bông gòn các bạn ơi. Trông nó giống y luôn ý, có khác gì đâu. Nhưng mà bông gòn này tan ở trong miệng các bạn ơi, cho vào nước là nó cứ tan chảy luôn đó. Và cảm nhận của mình là nó rất là ngọt. Trời ơi, có thể là nó là 100% từ đường, vì của nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ có là nó rất đáng yêu thôi. Vì ngọt quá nên không thể nào mà ăn hết 3 gói này cùng một lúc đâu các bạn ạ. Thôi bây giờ cùng mình khám phá xem sự biến mất của bông gòn trong nước nó như nào. Ôi các bạn thấy chưa, nó biến mất một cách nhanh chóng. Và cái gì nó hiện ra đây? Wow, 3 miếng snack.